Ok, tất cả mọi thứ đã ok. Và hiệp 1 trận đấu giữa Thị Trấn và Tân Sơn chính thức được bắt đầu. Cao thủ bên phía Tân Sơn sẽ ra sân với đội hình như sau. Người chấn giữ khung thành, khi đó phần sân đối diện sẽ là Thị Trấn. Nguy hiểm, không vào. Lời chào đầu tiên của anh em Thị Trấn trong trận đấu này. Cầu thủ Thị Trấn sẽ ra sân với đội hình đó là thủ môn số 1 Tất Vũ, cầu thủ số 16 Tất Tuấn. Tất Tuấn đưa bóng ra cánh trái. Đoàn Hiếu đưa bóng lên. Vẫn là sự kiểm soát của cầu thủ bên phía Tân Sơn. Làm gì đây? Lắc vào trong. Ngay lập tức Thị Trấn đã có bóng. Đưa bóng vào. Không được. Một tình huống đưa bóng vào rất nhanh từ cánh phải, nhưng Cảnh Sang lại chưa thể tạo ra được điểm cắt trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. Cơ hội đáng chú ý thứ hai dành cho một pha bóng sút thẳng đến từ Hoàng Y. Một pha ra chân với lực đi tương đối tốt, nhưng thế vẫn là chưa đủ để có thể chiến thắng được thủ môn bên phía của Tân Sơn. Văn Hiếu. Văn Hiếu đưa bóng cho Văn Đức đấy. Trả về tuyến đây. Một pha ra chân rất nhanh đến từ Cảnh Sang và đã có góc. Không được, lại phải xoay về. Hợp lý đến từ Tất Tuấn. Phản công. Phản công cho Thị Trấn rút luôn. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Quá xuất sắc dành cho thủ môn Tất Tuấn. Xin lỗi Tất Vũ bên phía Tất Sơn, nhưng đây không được. Một pha bỏ lỡ không thể tin nổi đến từ Văn Đức của Thị Trấn. Cũng phải dành một lời khen tuyệt vời dành cho thủ môn Tất Vũ của Tân Sơn. Anh đã có 3 pha cản phá liên tiếp. Một pha chơi bóng có thể nói bằng cả tính mạng của mình. Rất dũng cảm. Đá nhiệt lên. Nguy hiểm. Một tình huống phải nói là thoát tim đối với khung thành bên phía của Tân Sơn. Tiếp tục là Đoàn Hiếu. Cảnh Sang. Rất kỹ thuật đến từ Cảnh Sang. Một pha định qua hai cầu thủ của Tân Sơn nhưng không được. Dọc biên. Rất tốt. Quá đáng tiếc. Cảnh Sang. Ăn luôn. Một pha ra chân trái vô cùng ý lực Cảnh Sang, nhưng đây rất nguy hiểm. Ngay sau pha uy hiếp của Cảnh Sang thì đó là một pha ra chân cũng uy lực không kèm lên từ Văn Hiếu. Bóng chỉ đi vọt xa ngang trong găng tấc. Tất Tuấn đưa bóng sút. Nguy hiểm. Bá Vân đang có một pha dứt điểm rất nhanh. Đưa bóng đi sát cột dọc khung thành của Thị Trấn. Thị Trấn phản công. Biên dành cho Thị Trấn. Làm gì đây? Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Suýt nữa thì đã một pha đốt cháy lưới nhà đến từ anh em bên phía Thuận Sơn. Một pha giật mình bất tinh linh. Tự nhiên bóng đến chân mình. May là không vào cột. Để cho Văn Hiếu. Văn Ý, xin lỗi anh em. Nguy hiểm. Lại là một bài quen thuộc, một đặc sản đến từ FC Thị Trấn. Văn Ý có phải nói là có những pha đưa bóng lên quá khó chịu. Cũng phải 4-5 lần như vậy rồi trong trận đấu ngày hôm nay. Khung thành của anh em Tân Sơn luôn luôn bị đặt dưới. Văn Ý đưa bóng lên, Cảnh Sang vụt luôn. Vẫn với những tình huống như ở trong hiệp 1 thì Cảnh Sang vừa rồi đã một pha quăng chân trái rất nhanh. Đưa bóng đi sát cột dọc trong găng tấc. Văn Hiếu sẽ ra ngoài. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ đến từ Tân Sơn. Một đường cong đã được vẽ ra từ đôi chân của Đoàn Hiếu. Phải nói một cú đá phạt mẫu mực, chuẩn sách giáo khoa. Không thể đẹp hơn được. Tân Sơn. Quá tuyệt vời. Có thể coi đây là một siêu phẩm trong vòng đấu này.
rất cảm xúc. Nguy hiểm! Không vào! Một tình huống đánh bóng, đánh đầu lại bóng rất hay của Văn Đạt, nhưng dường như bóng đã chạm người một cầu thủ bên phía Tân Sơn. Một cơ hội vô cùng rõ ràng đã được tạo ra trước khung thành của Tân Sơn. Triển khai bóng lên cho Thị Trấn, không còn nhiều, bắn thẳng. Vẫn là hơi cao so với khung thành của Tân Sơn. Cầu thủ cũng đã bắt đầu nóng vội rồi, thời gian thì không còn nhiều. Một pha ném bóng không tốt đến từ thủ môn Tất Vũ. Cảnh Sang, anh làm gì? Trung lộ, Văn Ý. Đến tình huống cuối cùng thì Văn Ý lại trượt chân. Và ngay lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 2 trận đấu giữa Tân Sơn và Thị Trấn. Kết quả chung cuộc, anh em ở bên phía Tân Sơn đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0.